Thưa quý vị, dự kiến là vào đầu tháng 7 tới thì lô thịt gà đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản. Sau khi xuất thành công sang Nhật, thịt gà thương hiệu Việt sẽ tiếp tục có mặt tại các thị trường như Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Myanmar và Hàn Quốc. Lô thịt gà đầu tiên xuất khẩu sang Nhật do công ty trách nhiệm hữu hạn Kuyu and Unitech có trụ sở tại Đồng Nai. Theo lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai thì kế hoạch xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản đang được địa phương triển khai bài bản và đúng lộ trình. Các trình tự thủ tục hồ sơ xuất khẩu đã được hoàn tất. Chi cục Thú y Đồng Nai cũng đã xây dựng xong 10 xã an toàn thực phẩm để phục vụ chương trình xuất khẩu thịt gà. Để có thể xuất khẩu ức gà vào thị trường Nhật Bản thì yêu cầu bắt buộc là sản phẩm phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như quy trình phòng trừ dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Ngoài việc chuẩn bị nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc xuất khẩu sản phẩm ức gà vào thị trường Nhật Bản, thì hiện đơn vị xuất khẩu đã hoàn thiện xây dựng hệ thống chế biến sản phẩm. Dự kiến vào tháng 7 tới, lô sản phẩm chế biến từ ức gà đầu tiên sẽ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với số lượng 300 tấn một tháng. Sau Nhật Bản thì dự kiến thịt gà Việt Nam sẽ tiếp tục được xuất khẩu sang Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Myanmar và Hàn Quốc trong thời gian tới.